Bồ đề tâm là chân tâm. Bồ đề tâm là gì? Bồ đề là danh từ tiếng Phạn, dịch là giác đạo, nghĩa là con đường giác ngộ. Bồ đề tâm là chân tâm căn bản, cũng tức là cái tâm không hồ đồ. Tâm hồ đồ là tâm tạo nghiệp, tâm không giác đạo. Do đó, chúng ta phải biết cho rõ con đường này là dễ đi hay khó đi. Biết rõ lộ trình rồi, chúng ta mới có thể đạt đến mục đích. Lại nữa, bồ đề tâm tức là lúc đi đứng nằm ngồi, chúng ta đều tuân thủ đúng pháp luật, mà pháp luật đó chính là giới. Nói đơn giản là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Chư ác mạt tác tức là giới, có năm giới: sát, đạo, dâm, vọng, tửu, rượu. Chúng thiện phụng hành tức là hành thập thiện. Thân khẩu ý của chúng ta tổng cộng có 10 điều ác. Thân thì phạm sát, đạo, dâm. Khẩu thì phạm ý ngữ, vọng ngữ, ác ngữ, lưỡng thiệt. Ý thì phạm tham, sân, si. Nếu không làm 10 điều ác này, vậy là chúng ta đã thực hành thập thiện rồi. Tôi này xin giải thích một cách sơ lược như sau. Thân có 3 điều ác là sát, đạo, dâm. Thật ra có rất nhiều người không phải là không biết thiện ác, nhưng họ biết mà vẫn cứ cố phạm, lấy việc sát sanh ra mà nói. Người ta đa số biết rằng sát hại sanh linh là không đúng, nhưng họ vẫn cứ phạm giới sát. Trộm cắp tức là của không cho mà lấy. Biết rõ trộm cắp là không tốt, thế nhưng họ vẫn cứ trộm cắp. Tà dâm là ham thích dục thể, nó là thứ khoái lạc hư vọng chứ đâu phải thật. Bởi vì thứ khoái lạc này là giả, cho nên con người rất dễ đam mê mà quên mất sự khoái lạc chân thật. Đây là căn bệnh thông thường của người đời. Thật thì không ai nhận ra, nhưng cái giả thì mọi người lại ùa chạy theo. Cho nên nói: nhất thiên năng mại thập đảm giả, thập thiên năng mại nhất đảm chân. Tức là một ngày có thể bán được 1.000 gánh giả, nhưng khó bán được 1 gánh thật trong 10 ngày. Người đời kỳ quá như thế đấy. Ý nghiệp của chúng ta phạm 3 điều ác như tham, sân và si. Tham là lòng tham lam không biết chán. Có người trong lòng cứ nghĩ rằng nếu có được 1 triệu thì mình đã thỏa mãn lắm rồi. Nhưng khi có được 1 triệu, hắn lại nghĩ đến 10 triệu, thậm chí đến cả 10 tỷ luôn. Bao nhiêu cũng không thỏa mãn được lòng tham đó. Có bài kệ như sau: trung nhật mang mang chỉ dị cơ, đắc liễu bảo phạn hữu tư y. Y thực lưỡng bang câu phong túc, tiền tưởng cao lâu giữ mỹ thê. Thú hạ kiều thê tịnh mỹ thiếp, xuất nhập vô thuyền thiểu phi cơ. Luân thuyền phi cơ cù kỹ bị, hữu vô quan chức bị nhân khi. Ngũ phẩm tứ phẩm hiềm quan tiểu, tam phẩm nhị phẩm giả hiềm đê. Nhất phẩm đương triều tác tể tướng, cánh tưởng diện nam khứ đăng cơ. Nhất nhật đăng cơ tòa liễu điện, hữu tưởng thành tiên hạ cuộc kỳ. Nghĩa là cả ngày bận rộn chỉ vì đói, được no cơm lại nghĩ áo quần. Khi cơm áo hai thứ đầy đủ, bèn tưởng muốn nhà cao vợ đẹp, cưới vợ đẹp, thiếp hầu xinh xắn, dạo đi còn thiếu tàu máy bay. Khi sắm đủ tàu thuyền phi cơ, lại chưa chức phận bị người khinh. Ngũ phẩm tứ phẩm chê là nhỏ, tam phẩm nhị phẩm vẫn còn thấp, được chức tể tướng đệ nhất triều. Kế muốn đội mão lên ngôi đế, một ngày chiếm chệ trên ngai điện, lại muốn cùng tiên họp đánh cờ. Con người suốt ngày bận rộn chỉ vì lo cho no bụng. Khi no bụng rồi, người ta lại nghĩ đến quần áo đẹp, chân diện đồ tây thẳng cón, và thích kết giao với các quan chức thượng lưu trong xã hội. Đến khi chuyện ăn no mặc đẹp đã đầy đủ, người ta lại nghĩ đến chuyện cưới vợ đẹp hoặc lấy được ông chồng tuấn tú đẹp trai. Khi được vợ đẹp thiếp hầu xinh xắn hoặc chồng khôi ngô tuấn tú, họ lại nghĩ đến kiều xe, mua một cỗ xe có tiếng, thậm chí còn muốn có phi cơ để đi đó, đi đây. Khi trong tay có đủ máy bay, xe hơi, họ lại nghĩ nếu chẳng có chức vị quan tước, mình sẽ bị người ta coi thường. Thế là họ lại lân la đến quan trường, làm quan ngũ phẩm, tứ phẩm, cho đến tam phẩm, nhị phẩm, mà họ vẫn chỉ là nhỏ. Cuối cùng họ làm tới chức nhất phẩm, tức đại tể tướng hay quốc vụ khanh, nhưng vẫn chưa cho là đủ. Họ lại còn muốn làm tổng thống hay làm hoàng đế. Một khi được đăng triều lên bảo điện làm hoàng đế, họ lại muốn thành tiên, trường sanh bất tử và được đánh cờ với các vị tiên nhân. Đó là hình dung về cái lòng tham không đáy của con người chúng ta. Dù đã có được gia tài ngàn vàng,
nhưng lại muốn nắm toàn quyền kinh tế quốc gia. Khi nắm được nền kinh tế toàn quốc rồi, thậm chí còn muốn nắm luôn cả mạch mạng kinh tế của toàn thế giới. Nói tóm lại, trên thế gian có hai hạng người. Một loại là tham danh, một loại là tham lợi. Kẻ tham danh thì cố dùng trăm phương ngàn kế để làm cho tiếng tăm mình được to lớn thêm. Người tham lợi thì dốc lòng tìm mọi mưu kế để càng kiếm được nhiều tiền hơn. Tất cả đều là do lòng tham sai khiến mà ra. Trong tâm lại còn có độc sân. Sân tức là tâm sân hận, nỗi nóng bừng bừng, gọi là khuyết đức đới mạo yên, tức là thiếu đức như đầu đội khói. Người có tánh nóng dữ dội thì giống như suốt ngày đầu bị đội khói, có khí nóng cuồn cuộn xông lên. Đó là dấu hiệu của sự thiếu đức. Người cao quý thật sự thì không nổi nóng. Nếu có tánh nóng, nhất định là họ cũng phải tự kiềm chế, hàng phục, điều hòa cho thân tâm được bình tĩnh và biết biến độc sân thành ra hiền hòa, biến dao mát thành ra ngọc luộc. Ba độc tham sân si có mối liên hệ với nhau. Tất cả phiền buồn của con người đều là do từ tham dục mà ra. Khi có lòng ham muốn, chúng ta bèn hướng ra bên ngoài để tìm cầu. Thấy đồ tốt đẹp là chúng ta muốn chiếm làm của riêng. Nếu chiếm không được thì chúng ta nổi sân. Một khi đã nổi sân, đầu óc chúng ta trở nên tối tăm mê muội, rồi biến thành ngu si. Cái độc si này không phải là chỉ đến cái ngu si của loại bạch tượng, mà nói về người không biết lý lẽ, mê muội về luật nhân quả. Bởi năng khiếu nhận thức của tâm đã bị che khuất rồi. Ba thứ độc này là căn nguyên của tất cả các phiền não. Muốn trừ phiền não, trước hết là chúng ta phải chặt đứt cái gốc của ba độc tham sân si. Khẩu nghiệp của chúng ta rất dễ phạm đến bốn lỗi như ý ngữ, vọng ngữ, ác khẩu và lưỡng thiệt. Ý ngữ là nói lời thêu dệt bâng quơ không thật, hoặc nói những lời không đàng hoàng, khiến người nghe khởi vọng tưởng bất tịnh. Vọng ngữ là lời nói không chân thật, dối trá. Ác khẩu là dùng lời nói ác độc, mắng nhiếc người, khiến cho người nghe không thể nào chịu nổi. Lưỡng thiệt là nói thị phi phải trái, xúi dục, làm cho hai bên đi dáng như rắn hai đầu. Trên đây là phần giải thích sơ lược về thập ác của thân khẩu ý. Nếu chúng ta có thể chuyển thập ác thành thập thiện, cẩn thận giữ gìn để không vi phạm, tức là giữ giới luật. Tâm Bồ Đề là một biệt danh của giới luật. Giới luật là dạy mình giác ngộ. Tâm Bồ Đề là chủng tử thiện vốn có trong tâm mọi người. Nếu chúng ta không quên tâm Bồ Đề, thì thiện căn của chúng ta sẽ không đứt đoạn, không hồ đồ, tức là tâm Bồ Đề. Chúng ta hãy cố gắng dung bồi cho hạt giống Bồ Đề tăng trưởng và hướng thẳng đi trên con đường thành Phật. Giảng ngày 18 tháng 6 năm 1987. Lại Phật nhiều thường gặp điều lành. Mỗi năm tại giảng Phật thành, lễ tắm Phật đều được cử hành ở ngoài trời. Hôm nay trời quá nóng, có số người đứng đợi ở bên ngoài hơi lâu, bị phơi nắng đến toát cả mồ hôi. Thật ra, nắng mặt trời cũng là cái thử thách xem quý vị có thành tâm đến đây tắm Phật hay không đó thôi. Chả như quý vị có lòng thành, bị nắng chiếu chút chút, quý vị cũng không cảm thấy khổ. Còn nếu không thành tâm, quý vị sẽ không chịu nổi. Tuy nhiên, đã có một số người không chịu nổi rồi. Vậy sau này chúng ta có thể sẽ thay đổi phương thức tắm Phật cho tốt hơn. Từ chánh điện đi ra, đại chúng có thể đi xa thêm một chút, rồi dạo vòng lại để tắm Phật và đi trở về chánh điện. Như vậy mọi người sẽ miễn phải chờ lâu ở ngoài trời. Phương thức tắm Phật ở đây gọi là nhị long thổ thủy. Tức như hai con rồng phun nước, người ta đi ra từ hai bên chánh điện trông như hai con rồng cùng đến để tắm Phật. Trong số người đến dự hội hôm nay, có người bị bệnh hoặc có người gặp những chuyện khốn khổ. Tình hình hoàn cảnh của mỗi người thì không giống nhau. Nhưng bởi vì mọi người đều quá thành tâm, tôi tin rằng chư Phật và Bồ Tát sẽ rất quan hỷ mà nói: Hỡi thiện nam tử, thiện nữ nhân, các con nhẫn chịu được sự nóng bức như vậy để đến giảng Phật thành dự lễ tắm Phật. Về tất cả những điều mà các con mong muốn, các con đều sẽ được mãn nguyện, toại lòng như ý. Thế là người có bệnh tật sẽ thuyên giảm, người có chuyện nguy khốn sẽ chuyển thành kiết tường, tất cả tai nạn vô hình trung đều tiêu diệt hết. Quý vị chân thành phát tâm Bồ Đề để tin Phật, điều này dù có dùng tiền cũng không mua được. Cho nên hôm nay tôi xin chú nguyện đến mọi người, mong cho quý vị mọi việc đều được như ý nguyện và luôn tinh tấn đi trên đường Bồ Đề, sớm thành Phật đạo. Khi đến giảng Phật thành, quý vị có để ý coi nơi đây có gì khác biệt so với những chỗ khác không? Tôi nói cho quý vị nghe là ở đây lúc ăn cơm chúng ta không nói chuyện, đó là chỗ không giống với các nơi khác. Nếu chúng ta không nói chuyện, thức ăn sẽ tiêu hóa dễ dàng hơn.
chúng ta mà nói nhiều quá thì khó tiêu hóa và sẽ sinh ra biết bao chứng bệnh kỳ quái. Dạng Phật Thánh Thành vì muốn cứu giảng cho toàn nhân loại, cho nên trước hết chúng ta phải giúp cho mọi người được khỏe mạnh. Nếu thân thể mình không mạnh khỏe, mình làm sao cứu giúp được người khác đây? Do vậy, sở học của chúng ta là trí huệ, điểm chú ý của chúng ta là thân thể khỏe mạnh. Trong lúc ăn cơm, chúng ta nên chuyên tâm mà ăn, chứ đừng lựa chọn. Dù thức ăn không ngon, mình cũng nên ăn một chút. Nếu chúng ta xua đuổi bọn quỷ tham ăn, quỷ lười biếng, quỷ ngủ gục chạy hết, như vậy mọi chuyện đều sẽ tốt lành. Cái triết lý này hàm chứa sự thật rất phong phú. Chỉ cần quý vị hiểu được ăn như thế nào, mặc như thế nào, ngủ như thế nào, nhất định quý vị sẽ phát tài. Tại sao người ta không phát tài? Bởi vì họ lười biếng quá đi thôi. Cho nên nói, cần kiềm trị gia, gia nghiệp phú, thư hương giáo tử, tử tôn hiền. Và chúng ta đâu cần phải mua cổ phần cổ phiếu gì để cầu phát tài. Nếu muốn kiếm thêm tiền, quý vị chỉ cần lại Phật nhiều thêm. Có người nói, tôi suốt ngày lo mua cổ phiếu, tại sao thầy nói những lời không kiết tường như thế? Vậy là tôi nhất định sẽ không kiếm được tiền rồi. Quý vị muốn kiếm tiền, à thì lại Phật nhiều thêm một chút. Lại Phật so với mua cổ phiếu còn tốt hơn đó. Sau này nếu các vị có bạn bè đến tham gia lễ Phật đản, các vị nên báo trước cho họ biết là ở đây không ăn thịt, không uống rượu, không hút cần sa ma túy, cũng không nhảy đầm. Chỗ này không phải là khu vực để ngắm cảnh giải trí, cũng không giống như trung tâm cờ bạc ở Reno. Quý vị nên nói với người ta rằng ở đây chúng ta chỉ chú trọng đến việc thân thể khỏe mạnh và việc bồi dưỡng trí tuệ. Bởi vậy chúng ta không nên tham hưởng thụ như tham xe sang, quần áo đẹp, vì đó là tiêu phí tiền bạc. Tiền tài như phân, như đất, chỉ xem quý vị có biết dùng nó hay không. Như phân thì có thể dùng làm phân bón cho lúa mạ, chứ đâu có ăn được. Đồng với lý trên, tiền cũng phải biết cách dùng thì mới đúng với ý nghĩa của nó. Giảng ngày 23 tháng 6 năm 1987. Ngũ quỷ phá nhà. Quỷ vô thường không phải chỉ vỏn vẹn có một loại, mà có ít nhất đến 5 loại là xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, thanh, hoàng, hồng, bạch, thắt. Căn cứ theo lý luận Đông y, ngũ hành phối hợp với ngũ tạng trong thân thể con người và cũng tương ứng với ngũ sắc năm màu, ngũ quý năm mùa và ngũ phương năm hướng. Dưới đây là phần sơ lược, nếu giảng giải tỉ mỉ về lý lẽ của nó thì vô cùng vô tận. 1. Can mộc đông xuân thanh. 2. Tâm quả nam hạ xích. 3. Phế kim tây thu bạch. 4. Tỳ thổ trung trường hạ hoàng. 5. Thận thủy bắc đông hắc. Ngũ hành có cái lý lẽ là tương sanh tương khắc, mà năm loại quỷ vô thường cũng dựa theo cái lý ngũ hành tương khắc và có thể làm cho ngũ tạng của chúng ta phát sinh nhiều thứ tật bệnh liên quan với nhau. 1. Hắc quỷ vô thường chỉ như người có bệnh thận, và thận thuộc thủy có sắc đen. Bởi thủy khắc quả cho nên nó ảnh hưởng cả tim cũng sanh bệnh. 2. Hoàng quỷ vô thường, tỳ thuộc thổ sắc vàng, tỳ có bệnh do thổ khắc thủy, do đó nó lần lượt ảnh hưởng đến thận. 3. Thanh quỷ vô thường, can, gan thuộc mộc, sắc xanh, gan có bệnh do mộc khắc thổ, tiếp đến là nó sẽ làm ảnh hưởng khiến cho tỳ cũng bị bệnh. 4. Bạch quỷ vô thường, phế phổi thuộc kim, sắc trắng, kim khắc mộc nên phổi bị bệnh khiến ảnh hưởng đến gan cũng có bệnh. 5. Hồng quỷ vô thường, tim thuộc quả sắc đỏ, tim có bệnh do quả khắc kim, cho nên khi tim có bệnh nó cũng có thể ảnh hưởng đến công năng của phổi. Như vậy, ngũ hành tương khắc mà các chứng bệnh của ngũ tạng cũng là tùy theo ác tánh tuần hoàn của quy luật nhất định mà sinh ra. Một con quỷ vô thường có thể chiêu tập lại thành 5 con quỷ vô thường. Như vậy cũng đủ thấy mạng người là vô thường, chỉ trong khoảng thở ra hít vào, con người có thể chết đi, con người cũng có thể sống trở lại. 5 tên quỷ vô thường này có ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với sinh lý và tâm lý của con người. Nhưng bọn chúng không phải tự nhiên mà đến, không phải là chuyện một sớm một chiều, mà do trong khoảng thời gian con người từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành, họ đã tích lũy từng chút một, đến nỗi cuối cùng gây ra tình trạng không thể nào thâu thập được nữa. Nghiên cứu về căn nguyên, tất cả các thứ bệnh tật quỷ quái cho đến cả sanh tử cũng đều là từ vô minh mà ra. Nếu phá trừ được vô minh, thì tất cả các bệnh, tất cả các quỷ vô thường cũng sẽ không còn. Vô minh chính là cội gốc của tất cả tội ác,
phiền não, bệnh khổ cho đến cả sanh tử. Con người nên học cách mở mang trí huệ. Khi có trí huệ rồi, chúng ta sẽ vận chuyển được ngũ hành, đem các đạo lý tương khắc biến thành tương sanh. Như có thể làm cho kim sanh thủy, thủy sanh mộc, mộc sanh quả, quả sanh thổ, thổ sanh kim. Tương sanh tức là cùng giúp đỡ, dẫn dắt lẫn nhau, có thể biến hóa giao mát thành ra ngọc lụa. Bởi vậy chúng ta nhất định phải phá trừ vô minh để sanh trí huệ. Có trí huệ tức là chúng ta sẽ phá trừ được tất cả các chấp trước. Vì sao con người có chấp trước? Bởi vì vô minh tác quái đấy. Vô minh là đầu mối của tội ác và tai họa, cho nên người tu hành nhất định phải phá trừ vô minh. Một khi vấn đề căn bản đã bị diệt trừ, các vấn đề khác sẽ nhân đó mà được giải quyết một cách dễ dàng. Cho nên nói, đảng đắc bổn, mạc sầu mạc, như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt, kỹ năng giải thử như ý châu, tự lợi lợi tha chung bất kiệt. Nghĩa là chỉ lấy gốc chứ lo ngọn, như gương trong sạch chứa bảo trăng. Đã hiểu được ngọc như ý này, lợi mình lợi người mãi không hết. Bệnh hoạn là do nghiệp vướng và quỷ thần đang tác quái. Chúng ta cũng không thể dùng con mắt dục nhãn để quan sát các hiện tượng bệnh tật một cách đơn giản như thế. Do bởi bản thân của bệnh nhân có nghiệp vướng, cho nên mới có nhiều loại quỷ quái đi theo đòi nợ và gây rắc rối cho người bệnh. Do đó, tùy theo tình hình của chứng bệnh, nếu đơn thuần chỉ trông cậy vào thuốc men để trị liệu thì chưa đủ đâu. Mà người bệnh còn phải hiểu rõ về cái nhân duyên nghiệp chướng của bản thân mình, thêm vào những bài linh chú Phật Pháp, như vậy trị bệnh sẽ được hiệu quả hơn. Cho nên thuốc đến là bệnh trừ, có linh nghiệm liền. Bởi vậy thời xưa có những vị thầy thuốc được danh dự là thần y, như Qua Đà đời Đông Hán, Tư Tôn Mạc đời Đường. Vì đức độ trị bệnh của họ thì không thể nghĩ bàn, nhưng vì đó đều tin Phật, chẳng qua trên y án trị liệu không có ghi chép lại mà thôi. Có số bệnh nhân được bác sĩ trị liệu có kết quả, song cũng có bệnh nhân được bác sĩ chữa lành bệnh này rồi nhưng bệnh khác lại phát ra. Vừa trị hết bệnh này thì lại xuất hiện bệnh mới khác. Có khi họ liên tiếp bị hai ba thứ bệnh như vậy, cũng bởi vì nghiệp chướng cứ mãi quấy rầy ở phía sau. Như bác sĩ đã đánh lui được con quỷ gây bệnh, nhưng con quỷ này sẽ đi tìm con quỷ khác đến giúp đỡ, rồi chúng trở lại tấn công vào hang huyệt khác của người bệnh. Bọn quỷ cũng thường có hành động tập thể theo từng đoàn, từng đám với nhau. Trung Hoa có câu thành ngữ, bệnh nhập cao quan, bệnh đã vào tim, cho biết là bệnh tình trầm trọng, không thể cứu chữa được. Trong Tả Truyện Thành Công Thập Niên, có ghi chép như sau. Tấn Cảnh Công bị bệnh, Tần Bá mời Cao Quản chữa trị. Trong lúc Cao Quản chưa kịp đến, Tấn Cảnh Công nằm mộng, thấy có hai đứa tiểu nhân. Một đứa nói, à lương y giỏi vậy, e rằng hắn sẽ làm tổn thương đến mình phải làm sao đây? Đứa kia nói, chúng ta cứ ngủ ở trên quan, dưới là cao, thì làm gì được ta chứ? Chỗ dưới quả tim gọi là cao, quan là chỗ dưới tim trên hoành cách mô. Sau đó bác sĩ đến bảo, bệnh này không thể làm gì được, trên quan dưới cao, công không được, mà thông cũng không tới, thuốc không thấm đến, không trị được đâu. Tấn Cảnh Công nói, lương y, quan là hoành cách mô, cao là tung cách chướng đó. Tấn Cảnh Công nhờ nằm mộng mà biết được vị trí hai đứa tiểu quỷ đã chui vào ở trong thân thể ông. Sau đó, tuy mời được thái y nước Tần là Cao Quản đến chữa trị. Cao Quản vốn là học trò giỏi của lương y Biển Thước, là vị nổi tiếng đương thời. Nhưng ông cũng không có cách nào cứu vãn được bệnh tình của Tấn Cảnh Công. Bởi vì bộ phận trên quan dưới cao, chăm cứu trị liệu gì cũng không thông được. Do đó, từ đời sau, nhân câu chuyện này lập nên thành ngữ bệnh nhập cao quan để hình dung về chứng bệnh nan y không thể nào cứu chữa được. Ở trên thế gian có cả trăm ngàn bệnh tật kỳ quái, cái gì cũng có hết, gọi là nghi nan tạp chứng. Những chứng bệnh nan y khó trị đã khiến cho cả đám bác sĩ cũng phải bó tay. Nhưng những chứng bệnh cổ quái linh tinh đó, ngay cả trong sách vở về y dược cũng không có ghi chép lại. Khi tôi vừa mới xuất gia, tôi vẫn thường hay trị bệnh cho người ta, nhưng tôi không có viết toa thuốc cho bệnh nhân. Tôi cũng không có dùng thủ thuật mổ xẻ hoặc châm cứu gì cả. Tôi chỉ dựa vào tấm lòng chân thành của tôi để niệm những bài linh chú Phật giáo mà thôi. Tâm trí chân thành đó là cứu người. Lúc bấy giờ tôi đã không biết gì đến chuyện phải cứu quỷ cứu ma. Trong tâm tôi chỉ có tư tưởng cứu người. Vì thế tôi đã làm cho bọn quỷ không vui lòng. Bởi vì khi quý vị chữa bệnh cho người, bọn ma quỷ nghĩ rằng quý vị muốn chống đối chúng, thế là chúng dần lây đến người chữa trị. Khi tôi còn ở Đông Bắc,
có vô số loài sơn yêu thủy quái kéo đến từ bốn phương tám hướng. Ngày đêm sáu thời, chúng đều theo dõi tôi và chờ cơ hội để báo thù. Nếu có chút sơ hở là chúng thừa cơ xông vào. Quả thật là tôi không thể nào đề phòng được, cho nên thường bị thiệt hại. Hoặc chỉ mình tôi bị thua thiệt, hoặc là khiến cho những người chung quanh tôi cũng bị thiệt thòi lây. Đa số người ở đó hoàn toàn đâu biết gì về tình cảnh bên trong. Có lần nước phát dâng ngập ở làng Đông Tỉnh, chỉ vỏn vẹn trong 4 giờ đồng hồ mà đã dìm chết 30 người và cuốn trôi hơn 800 nóc nhà. Trận hồng thủy đó kéo đến rất nhanh, người đứng trên giường lò, chỗ ngủ phía trên nắp lò sưởi cũng bị chết chìm. Số nạn nhân bị thiệt thòi đó cũng là tại tôi. Bọn yêu ma quỷ quái muốn dâng nước cho ngập lụt vốn để dìm chết tôi. Nhưng rốt cuộc tôi không bị chết chìm mà làm liên lụy đến rất nhiều người. Cho mãi đến ngày nay, đối với sự việc đó, tôi vẫn cứ khắc khoải trong lòng và cảm thấy rất có lỗi với những người đã mất. Giảng ngày 26 tháng 7 năm 1987. Sơ lược về Hòa Thượng Tuyên Hóa. Hòa Thượng Tuyên Hóa, họ Bạch, tên thật là An Từ, từ Độ Luận, quê ngài ở huyện Sông Thành, tỉnh Tùng Giang, thuộc Đông Bắc Trung Hoa, tức là Mãn Châu. Phụ thân ngài tên Phú Hải, chuyên làm nghề nông. Mẹ họ Hồ, sinh được tất cả 8 người con, 5 trai, 3 gái, và ngài là út. Ngài cung kính phụng dưỡng song thân như đối với Phật vậy. Chẳng bao lâu tiếng đồn về sự hiếu thảo của ngài vang khắp bốn phương. Khi đó mọi người đều gọi ngài là Bạch Hiếu Tử, người con chí hiếu họ Bạch. Năm ngài 19 tuổi thì mẹ ngài qua đời. Bấy giờ ngài từ giả họ hàng lên chùa bái Hòa Thượng Thường Trí làm thầy và quy y, chính thức xuất gia thọ giới. Sau đó ngài về lại nơi bộ phận thân mẫu để thủ hiếu trong 3 năm. Suốt thời gian ấy, ngài sống trong một túp lều tranh nhỏ, ngày ngày tọa thiền, đọc tụng kinh điển Đại Thừa và niệm Phật A Di Đà. Rất nhiều lần ngài ngồi thiền rồi nhập định, liên tiếp trong nhiều tuần lễ chẳng rời thiền sạc. Sau đề nghị thế chiến, ngài dân du khắp nơi, cuối cùng trải qua hơn 3.000 dặm, ngài tới chùa Nam Hoa bái kiến vị đại thiền tri thức của thời bấy giờ là lão Hòa Thượng Hư Dân. Lão Hòa Thượng lúc ấy đã 109 tuổi. Vừa nhìn thấy ngài, lão Hòa Thượng liền nhận ra ngay sự chứng ngộ của ngài. Khi đó lão Hòa Thượng nói: "Như thị, như thị." Và ngài cũng đáp lại: "Như thị, như thị." Bấy giờ lão Hòa Thượng ấn chứng sở đắc của ngài, và ngài chính thức trở thành vị tổ thứ 9 của dòng Pháp Quy Ngưỡng. Sau đó lão Hòa Thượng dạy ngài ở lại chùa đảm nhận chức viện trưởng viện giới luật của chùa Nam Hoa. Năm 1950, ngài từ giả chùa lên đường Sa Hương Cảng. Ở đây ngài sống tại một sơn động biệt lập, chẳng lai giảng gì đến bụi trần tục luyện. Chẳng bao lâu có vô số tăng lữ từ Trung Hoa đại lục qua Hương Cảng tị nạn, và họ cần sự giúp đỡ của ngài. Cuối cùng ứng với nhân duyên, ngài rời sơn động lập ra giảng đường và 2 ngôi chùa, cùng trợ giúp xây dựng nhiều đạo tràng khác. Năm 1962, ngài đến San Francisco, Mỹ Quốc. Tại đây, nơi một nhà kho nhỏ, ngài kiên trì tu hành trong im lặng, chờ đợi cho cơ duyên hoằng viên đạo pháp chín muồi. Lúc ấy, ngài tự gọi mình là Mộ Trung Tăng, nhà sư trong phần mộ, hay là Hoạt Tử Nhân, người đã chết nhưng còn sống. Những Phật tử hiểu biết sự tu hành chân chính của ngài đều rất cảm động và cung kính ủng hộ cúng dường ngài. Năm 1968, ngài biết cơ duyên đã đến, ngài nói: "Một đóa hoa sẽ nở ra 5 cánh." Mùa hè năm đó, ngài chủ trì pháp hội giảng kinh Lăng Nghiêm trong 96 ngày. Khi pháp hội kết thúc, quả nhiên có 5 người Mỹ đầu tiên xin xuất gia với ngài. Từ đó, ngài tiếp tục chủ trì nhiều pháp hội cùng giảng giải các bộ kinh như Tâm Kinh, Kinh Địa Tạng, Kinh Pháp Hoa, Kinh Pháp Bảo Đàn, vân vân. Năm 1971, ngài giảng bộ kinh tối cao của Đại Thừa, đó là Kinh Hoa Nghiêm. Song song với việc giảng kinh thuyết pháp, ngài còn làm vô số công đức độ sinh khác. Năm 1976, ngài thành lập Vạn Phật Thánh Thành, là nền tảng căn cứ địa để hoằng dương Phật pháp ở Mỹ Quốc. Tại Vạn Phật Thánh Thành, ngài xây dựng chế độ tùng lâm, đào tạo tăng ni học chúng, tạo nhân duyên thù thắng cho sự chân chính tu hành. 18 đại nguyện của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Năm Hòa Thượng Tuyên Hóa 19 tuổi thì mẫu thân ngài qua đời. Sau khi lo liệu chu toàn việc mai táng, ngài tới chùa Tam Duyên ở Hợp Nhĩ Tân, Harbin, chính thức xuất gia. Lại Hòa Thượng Thường Trí làm thầy. Ít lâu sau, ngài tới một phần của mẫu thân thủ hiếu. Năm đó, như ngày vía Đức Quán Thế Âm, ngày 19 tháng 6,
ngài đối trước chư Phật Bồ Tát phát 18 đại nguyện. Kính lại 10 phương Phật cùng với tam tạng pháp, quá khứ, hiện tại, hiện thánh tăng, nguyện rủ lòng tác chứng, đệ tử Độ Luân, Thích An Tự. Còn nay phát tâm rằng chẳng cầu phước báo hàng trời người cùng thanh văn duyên giác cho đến hàng Bồ Tát quyền thừa, ghi nương tối thượng thừa mà phát Bồ Đề tâm, nguyện cùng pháp giới chúng sinh nhất thời đồng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng Bồ Tát ở mười phương ba đời trong tận cùng hư không biến khắp pháp giới mà chưa thành Phật thì tôi thề không thủ chánh giác. Nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng duyên giác ở mười phương ba đời trong tận cùng hư không biến khắp pháp giới mà chưa thành Phật thì tôi thề không thủ chánh giác. Nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng thanh văn ở mười phương ba đời trong tận cùng hư không biến khắp pháp giới mà chưa thành Phật thì tôi thề không thủ chánh giác. Nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng trời người ở trong tam giới mà chưa thành Phật thì tôi thề không thủ chánh giác. Nguyện rằng nếu có một người ở trong mười phương thế giới mà chưa thành Phật, tôi thề không thủ chánh giác. Nguyện rằng nếu có một vị trời người Atula chưa thành Phật, tôi thề không thủ chánh giác. Nguyện rằng trong thế giới loài súc sinh, nếu còn một loài nào chưa thành Phật, tôi thề không thủ chánh giác. Nguyện rằng trong thế giới loài ngạ quỷ, nếu còn một kẻ chưa thành Phật, tôi thề không thủ chánh giác. Nguyện rằng trong thế giới loài địa ngục, nếu còn một kẻ chưa thành Phật, tôi thề không thủ chánh giác. Nguyện rằng trong tam giới, nếu những kẻ từng quy y với tôi, hoặc là trời người Atula, các loài bay, lặn, động vật, thực vật, linh giới, rồng, súc sinh, quỷ, thần mà chưa thành Phật, tôi thề không thủ chánh giác. Nguyện rằng tất cả những phước lạc mà tôi đáng được hưởng đều hồi hướng phổ thí cho tất cả chúng sinh trong pháp giới. Nguyện rằng một mình tôi nhận chịu hết tất cả khổ nạn của chúng sinh trong pháp giới. Nguyện rằng tôi sẽ phân linh vô số, phổ nhập tâm chúng sinh nào không tin Phật Pháp, làm cho họ bỏ ác, hướng thiện, hối quả sửa mình, quy y Tam Bảo, rồi cuối cùng thành Phật. Nguyện rằng tất cả chúng sinh nào khi thấy mặt tôi, cho đến chỉ nghe tên tôi, đều phát tâm Bồ Đề, mau đắc thành Phật Đạo. Nguyện rằng luôn tôn kính điều Phật dạy và thực hành mỗi ngày ăn một bữa. Nguyện giác ngộ loài hữu tình, khắp nhiếp thọ các loài căn cơ. Nguyện trong đời này tôi sẽ đắc ngũ nhãn, lục thông và phi hành tự tại. Nguyện tất cả mọi cầu nguyện đều hoạch đắc mãn túc. Cuối cùng, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net.